Ra mắt năm 1996, Resident Evil chắc chắn là một trong những huyền thoại không thể phủ nhận của lịch sử ngành công nghiệp game thế giới. Chẳng những là cái tên định hình cho thể loại kinh dị sinh tồn hay thắp lại ngọn lửa hứng thú với chủ đề thây ma zombie, Resident Evil 1 bằng chất lượng và sự nổi tiếng cực kỳ lớn còn vươn mình trở thành một thương hiệu khổng lồ ở nhiều lĩnh vực, từ các trò chơi, tác phẩm điện ảnh, tiểu thuyết, truyện tranh hay vô vàn các sản phẩm đi kèm khác. Riêng trong thế giới game, các phần game Resident Evil đã bán được tới 154 triệu bản tính tới tháng 3 năm 2024 và luôn cho thấy chất lượng ổn định ở đa số các phiên bản. Đặc biệt trong đó phải kể đến phần game chính thứ tư khi giúp series này lột xác theo hướng hiện đại hơn, dễ thứ nhất là giúp việc áp dụng góc nhìn thứ ba nhằm bắn qua vai thực sự trở nên nổi tiếng. Tuy vậy, với những fan cứng lâu năm, tình yêu của họ dành cho những phiên bản trước đó là chưa bao giờ suy giảm. Và nếu bạn cũng là một người như vậy, thì Crow Country chắc chắn sẽ là cái tên rất xứng đáng để trải nghiệm khi tựa game này thực sự sẽ mang chúng ta trở lại với thời đại của những trò chơi kinh dị retro, đậm chất PlayStation 1 ở đa số các khía cạnh của nó. Ngay bây giờ, hãy cùng mình đánh giá nhanh trò chơi này nhé! Nhưng trước khi vào video, hãy để mình giới thiệu về nhà tài trợ của video ngày hôm nay, đó chính là PCM. PCM là một trong những đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm PC gaming, PC đồ họa với đa dạng cấu hình từ giá rẻ đến cao cấp, được cả fan game lẫn anh em trực tiếp game tin dùng. Với PCM, các bạn có thể mua sắm các sản phẩm chất lượng mới 100% bảo hành chính hãng, đáp ứng các nhu cầu build PC về học tập, làm việc, chơi game và giải trí. Đặc biệt, PCM cam kết thu cũ đổi mới trọn đời, miễn phí trải nghiệm sản phẩm trong 15 ngày, cho mượn sản phẩm thay thế trong khi đợi bảo hành, lại có thể giao hàng thần tốc trong 2 giờ mà không thu thêm phí. Hiện tại, PCM đã có mặt ở cả Hà Nội lẫn thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể ghé thăm website để nghe tư vấn hoặc đến tận nơi để tham quan mua sắm theo hai địa chỉ đang hiển thị trên màn hình nhé. Đó là năm 1990. Nếu có ai hỏi, hãy gọi tôi là Mara Forest, Đặc vụ Forest, đó chính là tôi. Đừng có quên đấy, và cũng đừng nhầm lẫn. Chúng ta khởi đầu Crow Country với Mara Forest, một đặc vụ đang điều tra sự mất tích của người đàn ông có tên Edward Crow, 57 tuổi tại chính vùng đất là công viên chủ đề Crow Country do ông ta làm chủ, vốn đã đóng cửa đột xuất từ 2 năm trước. Người báo án cho lực lượng chức năng chính là Natalie Crow, con gái của Edward, và vốn dĩ vụ án này phải được lo bởi viên cảnh sát Harrison James, nhưng vì một lý do nào đó, anh đã gặp trục trặc trên đường và Mara chính là cái tên được phái đến để thay thế. Thoạt nhìn, Crow Country giống như mọi công viên chủ đề tư nhân được lập nên bởi một gia tộc giàu có, nằm gọn ở một vùng đất xa trung tâm hẻo lánh, có đầy đủ các khu vui chơi cơ bản của mọi công viên, một quảng trường lớn, khu trang viên ma ám đáng sợ, một nhà hát biểu diễn kịch nhỏ, đúc quay thuyền vịt, trung tâm market, cửa hàng quà tặng, được thiết kế đậm chất đầu những năm 90. Trái ngược với sự sôi động khi xưa, giờ đây Crow Country chỉ còn là cái bóng của chính nó, mọi thứ gần như bị bỏ hoang, và vì thế, những sắc màu, những con linh vật, những trò chơi, những gì đại diện cho niềm vui, niềm hạnh phúc này khoác lên một lớp áo ảm đạm, thậm chí khiến người ta rùng mình mỗi lần đưa mắt tới. Và tất nhiên Crow Country không phải là một khu vực chết, chỉ có điều, những gì đang sống trong mọi ngóc ngách nơi đây không thật sự còn sống mà thôi. Phải nói rằng, tựa game của SFB Games có một bối cảnh rất thú vị mà mình xin được ví như một sự kết hợp giữa Resident Evil cùng Five Nights at Freddy, hay để hợp dơ về mặt thời kỳ hơn thì sẽ là Resident Evil và Ghost Saucer của Final Fantasy 7. Tựa game này cũng tiện thể sở hữu một cốt truyện ở mức ổn với cách kể chuyện đậm tính khám phá, yêu cầu người chơi chủ động thu thập, sâu chuỗi các manh mối, từ đó có câu trả lời của riêng mình. Những gì xảy ra tại Crow Country sẽ dần được vén màn, chủ yếu qua các tài liệu, bản nhật ký mà bạn thu thập được từ những người điều hành hoạt động của công viên này, và may mắn là qua cả các NPC mà ta sẽ gặp gỡ, những người sẽ giúp cho chuyến hành trình phía trước bớt cô đơn và lạnh lẽo. Tuy đất diễn không nhiều, song các NPC trong game vẫn kịp ghi dấu ấn đậm nét cho mình. Thay vì những biểu cảm hay cử chỉ, hành động chi tiết đòi hỏi công nghệ cao, SFB Game đã xóa bỏ yếu điểm của nền tảng đồ họa retro trong khắc họa nhân vật bằng cách tạo dựng cho họ tính cách, lời thoại, câu chuyện phía sau đầy lôi cuốn, hay đôi khi chỉ vẻ ngoài thôi là đã có thể hé lộ cho ta rằng người đứng trước mặt ta sẽ cư xử như thế nào. Và dù rằng cùng lấy chủ đề về zombie,
cũng như có chứa một vài chi tiết đã đi vào lối mòn trong thể loại này. Tuy nhiên, trò chơi này vẫn cố gắng đưa vào nhiều sáng tạo dành cho câu chuyện của nó, từ nguồn gốc của những thây ma kỳ dị khá độc lạ, sự sụp đổ của công viên Crow Country, lý do của phản diện cho tới những gì xảy ra với nhân vật chính. Những pha plot twist của Crow Country thẳng thắn thì không thể nói là nổ não, song chúng vẫn đủ sự bất ngờ và giúp mọi chuyện trở nên hợp lý, mạch lạc, đôi khi là hài hước để cuốn hút game thủ, mang đến một cái kết ấn tượng, đồng thời mở ra thêm những câu hỏi, những khả năng khác về thế giới bí ẩn trong game để người chơi suy ngẫm. Bắt chước là biểu hiện chân thành nhất của sự nịnh hót mà những kẻ tầm thường có thể sử dụng để tri ân các huyền thoại. Câu nói của nhà văn nổi tiếng người Ireland Oscar Wilde có lẽ đúng tới 99% khi dùng để nói về Crow Country, khi mà sự ngưỡng mộ của sản phẩm này dành cho Resident Evil hay một chút nào đó là cả Silent Hill cổ điển là chẳng thể bàn cãi, cả bối cảnh, câu chuyện và nhất là lối chơi. Tuy nhiên, 1% còn lại không chính xác ở đây là việc Crow Country không hề là một tựa game tầm thường, mà nó đã học hỏi và có sự bổ sung vô cùng tốt, tạo ra một nền tảng gameplay hoàn thiện, hợp thời hơn dành cho game thủ của năm 2024. Dễ thấy nhất là hệ thống camera 3D thay vì camera tĩnh đặt tại các điểm trên màn hình như trò chơi điện tử kinh điển từ Capcom, giúp việc di chuyển dễ dàng hơn, tránh đi những bất ngờ không cần thiết từ góc khuất. Sau đó là hệ thống bản đồ học tập từ huyền thoại, song trực quan hơn và bổ sung hẳn một bản đồ riêng cho những bí mật nhỏ bạn chưa khám phá. Thêm vào cơ chế ngắm bắn hiện đại, dễ dàng hơn nếu bạn muốn, dù vẫn buộc ta đứng chôn chân. Và nhất là cung cấp cho ta một số lượng giới hạn những lần gợi ý nếu đang kẹt đường. Nói về vấn đề kẹt đường, thì mặc dù học tập từ huyền thoại kinh dị sinh tồn năm xưa, tuy nhiên yếu tố sinh tồn không thực sự được đặt nặng trong Crow Country, mà điều tiên quyết là sát thương không quá cao, cùng cách tấn công đơn giản của kẻ thù cho phép ta dễ dàng né tránh nếu muốn. Công tác quản lý hòm đồ cũng không tạo ra thử thách, nhờ việc có bao nhiêu item thì ta có từng đó slot. Và Mara cũng chẳng mấy khi rơi vào tình trạng đói đồ, với hàng loạt item được bố trí trong các thùng gỗ, bình thủy tinh hay mỗi ngóc ngách và được hồi lại thường xuyên. Thay vào đó, đây là một tựa game tập trung hơn vào khía cạnh giải đố. Cũng tương tự như Spencer Mansion năm nào hay đa số các phần game Resident Evil sau này, Crow Country chủ yếu áp dụng câu đố theo dạng item based, tức là liên quan đến việc tìm và sử dụng các món đồ để phá khóa hay kích hoạt các hệ thống máy móc khác nhau. Việc ghi nhớ các cánh cửa cũng như món đồ dùng để mở chúng là bắt buộc, và với số lượng lớn cùng khoảng cách xa, đôi khi người chơi sẽ bị lẫn lộn. May mắn là những gợi ý ở đây khá là trực quan, kiểu như là để kích hoạt thứ này thì bạn cần một vật giống như quả trứng, hay để mở cửa này thì ta cần một chìa khóa hình khuôn mặt. Nên nhìn chung mọi thứ khá dễ thở, hoặc để giúp game đúng chất retro hơn, bạn có thể nốt lại mọi thứ trên giấy khi chơi Crow Country chẳng hạn, cũng vui đấy chứ nhở. Về cơ bản, câu đố trong Crow Country đa dạng, có sự thử thách vừa phải, đủ để khiến người chơi ồ lên thích thú, thỏa mãn khi hóa giải thành công. Bản thân mình đánh giá cao bí ẩn bên trong khu giam giữ các sinh vật huyền thoại, khu công trường đào đất hoặc trung tâm arcade, bởi chúng là những chuỗi câu đố phức tạp hay đáng nhớ. Còn lại như đã nói, Crow Country là một sự tri ân lớn đến Resident Evil cổ điển, từ những điều cơ bản nhất như cách điều khiển Mara theo hướng tank control, tức là bạn chỉ có thể đi tiến hoặc lùi trong khi xoay người về hai bên. Cách thức thiết kế menu không lẫn vào đâu được so với Resident Evil, đến hệ thống vũ khí cũng sẽ tạo ra sự quen thuộc lớn, gồm súng lục cầm tay, shotgun, súng magnum và phun lửa. Ngay cả phần thưởng sau khi hoàn thành game cũng sẽ là súng bắn rocket nếu bạn đạt đủ rank. Nhìn chung như đã nói ngay từ đầu, Crow Country là một trải nghiệm vừa quen vừa lạ với các fan của series kinh dị huyền thoại, trong khi sẽ là trò chơi dễ tiếp cận cho những ai chưa quen với thể loại kinh dị sinh tồn, khi tạo ra sự kết hợp khéo léo giữa những cơ chế hiện đại hợp thời cùng sự tái hiện tốt bầu không khí u ám và cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ đầy hoài niệm ở người chơi. Một trong những yếu tố đóng góp lớn vào khía cạnh này chính là việc Crow Country sẽ dần thay đổi theo tiến trình chơi game của bạn. Càng đi sâu, khám phá những bí ẩn thì những hành lang, căn phòng hay mặt đất ngay dưới chân bạn sẽ càng đem đến sự kinh hãi thường trực hơn. Đó có thể là những chủng loại quái vật mới sẽ xuất hiện ở những vị trí hiểm hóc với hình dáng ngày càng đáng sợ và phi nhân tính hơn, hay hàng loạt cạm bẫy được giăng ra trên đường. Ở đây xin nhấn mạnh, ít có trò chơi nào lại lắm bẫy như Crow Country, khiến mình nhiều lần bực bội, ngã xuống tức tưởi vì không chú ý quan sát dù chỉ trong tích tắc. Và mỗi lần như thế, khả năng ta sẽ phải đi lại game một đoạn khá dài vì các điểm xếp được bố trí cách xa nhau. Ngoài ra, sự biến đổi của môi trường cũng sẽ dễ dàng được ta cảm nhận. Bóng tối dần bao trùm, những vệt máu dần loang lổ khắp mọi nơi, đẩy sự lạnh gáy lên cao. Dù đồ họa của game thực chất khá là trẻ con, không chỉ nhân lên sự đáng sợ, mà cách làm này còn giúp cho mọi bước đi của người chơi luôn tươi mới, duy trì sự bất ngờ dù ta có đi qua một căn phòng tới hàng chục lần trong một bản đồ cơ bản không quá rộng lớn. Còn nếu vẫn cảm thấy mọi việc quá khó khăn, thì bạn có thể lựa chọn chế độ chơi khám phá, nơi ta không thể bị tấn công nữa. Crow Country, tựa game được tạo ra chủ yếu bởi hai anh em, Tom và Adam Vian.
tiếp tục là một sản phẩm indie rất đáng chơi trong năm nay, đặc biệt nếu bạn là một game thủ đam mê thể loại kinh dị sinh tồn lâu năm và muốn tìm về một góc xưa cũ đầy hoài niệm. Dù rõ ràng chưa thể sánh ngang cùng niềm cảm hứng lớn nhất của nó là Resident Evil, nhất là việc tạo ra thử thách cho người chơi phải sinh tồn giữa đám zombie khát máu, song Crow Country là một sự tri ân tốt, đồng thời vẫn kịp để lại dấu ấn riêng, chủ yếu là qua một danh sách dài những câu đố sáng tạo, thú vị cản bước người chơi, kích thích khả năng tìm tòi, tự khám phá. Một điều tuyệt vời là theo nhà phát triển, họ sẽ sớm bổ sung hard mode nhằm phục vụ game thủ nào muốn có trải nghiệm khó nhằn hơn. Còn lại với nền tảng đồ họa đẹp, tái hiện hoàn hảo cảm giác của thời kỳ PlayStation 1, âm nhạc, âm thanh ở mức ổn, cùng câu chuyện có sức hút đặc biệt. Chuyến hành trình đến công viên Crow Country chắc chắn sẽ vô cùng đáng nhớ, tiếp tục gìn giữ ngọn lửa kinh dị theo phong cách old school đấy.